Bé trai 2 tuổi bắn chết chị 4 tuổi ở trạm xăng Pennsylvania. Cậu bé 2 tuổi dùng khẩu súng tìm thấy trong xe hơi gia đình đậu tại trạm xăng Pennsylvania bắn chết chị gái 4 tuổi, trong khi người cha đang bận trả tiền xăng. Tai nạn thương tâm xảy ra ở trạm xăng Eagle Safe Mark tại Chester, Pennsylvania, 11 giờ sáng thứ Ba. Nhân tính của hai đứa trẻ chưa được công bố và cha của hai em lúc đó đứng bên trong cửa hàng để trả tiền xăng. Ông chạy vội ra ngoài khi nghe súng nổ và đứa con gái đến trung tâm y tế Crozer Chester cấp cứu, nhưng cô bé qua đời. Cảnh sát cho biết khẩu súng được sở hữu hợp pháp của người cha và tìm kiếm nguyên nhân khiến cho cậu bé có thể lấy được khẩu súng như vậy. Hơn 400 trẻ em đã tử vong vì bạo lực súng đạn và 1.000 người bị thương trong năm nay tại Hoa Kỳ.